đó còn đen nữa. Ồ, má cá này ôm chụp xuống rồi, giữa hai nhà luôn. Ủa, này có con dây căng gì nè. Hù con khác cái gì hả ba? Mở ra. Má có chạm điện đó không ơi, mẹ. Có chạm, mà nó có chạm điện vô cái vừa đây rồi. Đỡ phải được không? Cây này căng cái cây đục điện nó cắt không chắc mà. Gãy hả? Gãy sao dám mở? Đây để vịn cái dây này, vịn cái đục điện hết đó. Con cá này xuống các ơi. Tôm giục xuống. Sợ sao? Cắt cái dừa siêu hẹp, vị trí ngã không lỗ một, xung quanh nhà không, xung lưng dây điện nữa nè, sát bên dây điện nữa nè. À, nó không ngã liền, sợ mong mốt quá bỏ bó đất nhà luôn. Cái giò từ từ rồi bạn ơi, quá rồi. Ai, chọn lá thôi. Thôi cái giò này vừa sim, đọt nhỏ. Giò này gặp người ta đọt bự đó hơn đã luôn.
bum bum bum. Rớt xuống nè. Ồ. Rồi. Nắng rồi, hết lá nắng rồi. Đâu dưới hả? Vừa. Cái gì? Đâu biết, đâu có. Đâu còn tới vừa nào. Vừa khô rụng dính nè. Dính bẹ.
ngay cái đọt cái. Yeah.
ôi mẹ ơi xong rồi đây mình thử đây đi đó là phòng phòng cắt này đi được không cái này cũng được vậy đúng không cắt luôn được đây vậy để cắt hết luôn rồi cắt ngang tên đi khỏi